Alo, em về chưa vậy? Đi đâu lâu quá vậy em? Chưa, em đang đi chợ mua đồ, làm gì hối em chứ vậy? Trời ơi, anh có công chuyện đi gấp nè. Tính đợi em về anh đưa chìa khóa cổng nè. Bây giờ anh đi liền rồi sao? Anh để ở đâu gần gần cổng đi, xíu em về em lấy. Để vậy biết chỗ lấy không trời? Cửa tay quát vậy trời. Rồi gì đây? Trời ơi, xong luôn rồi. Trời ơi, hên là cửa trong còn phá, không hên là nhà trống lỏng luôn rồi. Alo, ông về chưa? Chưa, anh mới hớt tóc xong nè. Giờ anh chạy qua nhà ông bạn chút xíu. Ông về liền cho tôi. Cái gì vậy trời? Bắt ngáo gì bắt ngáo dữ vậy trời? Nãy giờ lo cái cửa, quên dắt cái xe vô nữa. Rồi đâu rồi trời? Trời là trời, ông về đây ông biết với tôi. Trời ơi, anh đi công chuyện chút xíu em làm gì em hỏi anh chạy về muốn xúc cái quần cho em. Chiếc xe mất rồi, tại ông không đó. Cái gì? Xe em chạy làm gì mất? Cái này gì đây? Dấu chìa khóa mà còn ghi chữ dán lên cửa nữa, chi vậy? Ghi cho em dễ biết chuyện gì. Ông khôn hết sức khôn ha. Tôi về tôi thấy cái cửa tan quát, quảng hồn như tôi chạy vô coi mất cái gì không. Chạy ra hàng nào ginh chiếc xe để mất tiền. Ông coi làm sao ông làm nha. Làm gì rồi làm gì? Xe em làm mất chứ anh có làm gì đâu mà. Ông không mở đường trơn cho em vô nhà thì tôi đâu có bị mất chiếc xe. Tết tới nơi còn bị mất xe. Ông coi kiếm tiền để mua lại chiếc xe tôi chạy nha. Tết nay mà tôi không có chiếc xe chạy ha. Là ông khỏi có một cách ăn Tết luôn đi. Đi vô. Khỏi ăn cơm đi nha. No rồi. Tối nay ngủ hoài luôn đi. Ngủ gì mà. Sao nay anh buồn vậy anh? Mà có chuyện gì hả? Đâu có. Anh bình thường mà đâu có gì đâu. Anh đừng có xạo. Mỗi lần em thấy anh có chuyện gì là mặt ra anh biết liền à. Cái gì cũng không qua mặt được em chứ. Mà anh nói này em đừng có chửi anh nha. Nói thử coi. Không biết mấy nay anh bị gì nữa. Ngồi đây với em mà sao đầu óc mình cứ lơ mơ, anh nghĩ tới nhỏ khác không à. Rồi rồi. Khốn nạn. Vậy mà anh cũng nói trước mặt tôi được nữa hả? Anh phải ngừ không? Anh có biết mỗi lần tôi ngồi với người khác, tôi cũng nghĩ con mình anh không? Anh lấy xe đi đâu nãy giờ mới về với anh? Anh mới đi chợ vậy chứ đâu. Ê, mới mua được bó rau 15 ngàn nè, thấy rẻ không? Trời ơi, bó rau gì mắc chứ vậy? Anh mua đồ anh không biết trả giá hay trơn á. Gặp em trả xuống nữa rồi. Em ơi em nay đi chợ mua được bó rau có 10 ngàn à, rẻ chưa? Trời ơi, sao anh không trả giá xuống nữa? Anh mua rau nữa vậy? Ừ, rau nè. Nhiêu tiền nữa đây? Không tốn một cắc luôn, hay không? Trời ơi, sao anh không chịu lấy hai bó? Em hỏi thiệt anh này nha. Anh trả lời thiệt em nha. Có gì nghiêm trọng như vậy? Hỏi đi. Em là người thứ mấy trong cuộc đời anh vậy? Thì em là người đầu tiên. Là người cuối cùng luôn. Anh đang nói xạo phải không? Cái mặt của anh mà người đầu tiên, người cuối cùng. Trời ơi, cái lúc nói xạo thì tin. Còn lúc nói thiệt không bao giờ tin hết lần sao vậy? Thiệt không? Tôi mà biết ông nói xạo ha. Tối nay ông nghỉ ngủ với tôi đó. Ừ. Thôi làm lẹ đi, vô ăn cơm nè. Vô trước đi, anh vô liền á. Tôi mà nói thiệt với bà cả đời nữa khỏi ngủ với bà luôn. Ông nói gì vậy?
Em ơi, trời ơi em ơi. Cái gì vậy trời? Trời ơi, có án mạng ngoài đầu đường á. Anh mới ngoài ngoái đi về nè. Gì ghê vậy? Ừ, không tin em chạy ngoài em coi đi. Ngoài nhà bà Tám kìa. Anh coi nhà giùm em nha. A few moments later. Ủa còn sao rồi em? Công an xuống chưa? Công an xuống gì? Tôi chạy ra ngoài có thấy cái gì đâu. Cái gì kỳ vậy? Hồi nãy anh nghe rõ ràng mà. Không nghe gì? Hồi nãy anh chạy xe ngang anh nghe có thằng nó nói tao đánh chết bà mày mà. Rõ ràng luôn á. Mới nghe có nhiều đó mà dám chạy về nói có án mạng. Ông khùng vừa vừa thôi. Ai biết, nghe nó la la tưởng đâu có án mạng. Không có thôi. Ghét không nói mười tô không vô muỗng cà phê nữa. Làm chạy ra ngoài mặt cái mẹ luôn nha. Ủa anh em nhờ anh đi công chuyện cho em, anh đi chưa? Sao còn ở đây? Trời từ từ anh đi em làm gì mà hối anh dữ vậy? Trời ơi, nhờ ông đi mua giùm có mấy ngày thuốc à. Mà đợi ông đi, vậy chắc tôi hết bệnh luôn quá. Trời ơi, tôi đi nè, mệt chứ ghê thiệt chứ. Ông mà lề mề chậm chạp kiểu này ha, ông không có làm được gì lớn đâu. Tôi nói cho ông hay vậy đó. Nó hoài. Sao ông nói? Làm gì cũng chậm hết chứ. Mà có cái càng chậm á, ông làm nhanh nè. Em ơi, lấy giùm anh ly nước em. Nè, sáng giờ đi đâu mà điện không bắt máy gì chân vậy? Ra ngoài ngân hàng chứ đâu. Rồi ra ngân hàng chứ vậy trời? Rồi ra ngân hàng rút tiền chứ làm gì trời. Tính ra ngoài rút 100 triệu về năm nay ăn Tết cho linh đình chút xíu. Mà nó không có cho rút. Gì kỳ vậy? Thì đó, bởi vậy anh đi tới giờ này mới về là vậy đó. Anh cự lộn với nhỏ nhân viên cả buổi mà. Ông vậy không mà, thở ra cái cự lộn. Bữa nay rút không được thì mai mốt rút. Rồi tóm lại rút được không? Rút được đâu rút. Cứ lộn có buổi trời. Một hồi con trưởng phòng nó ra nó mới nói với anh á, là phải có tiền mới rút được. Rồi, quay một cục luôn. Không biết gì hết trơn mà đặt ra ngân hàng. Báo từ trong nhà ra tới chợ. Giờ vô ngân hàng báo người ta chẳng. Tôi sợ không thiệt luôn.